tiếp theo giữa Sopno và Seth. Sopno và Seth. Sopno versus Seth. Share. Ok, đây là Sopno và Seth. Các bạn ơi, cổ vũ cho hai bạn của mình đi nào. Share. Ok, các bạn đã nắm rõ luật chơi rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ quay nón luôn một lần. Aha, sóc đầu. Ok, sóc đầu sẽ dường cho Seth. Các bạn ơi, cổ vũ cho Seth ở round đầu tiên đi nào. Ok, DJ T-Red, let's go, 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 go. Come on, come on. So với game freestyle tao đã comeback Tao đã thấy là mày hôi quá về mày lăn nách Mày đừng có vênh váo kiểu người lớn. Đây là kênh báo kiểu 14 Mày biết thì về tao một còn nói. Đánh răng chưa một còn thối. Ha. Trước khi vào tao phải trước đã. Và tao thấy là lấy gáo để múc nước lã. Tao sẽ giữ mày như là Đức Quốc gia. Come on, sóc đầu bị nóc ảo. Đừng có, mình sóc cao. Bây giờ mày chơi với tao. Two, tức là mày bị cắt cổ rồi. Ok, sóc đầu, 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 đầu. Ê, 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 ê. Chết kịp tao, tao sẽ nói trình tao đây sẽ đánh bại trình mày. Tao sẽ không nói phách về mày nhưng mà tao nói về ngoại hình mày. Cái gì đây, thằng nhóc này, mày đang bận một cái áo đen. Tao sẽ nói mày đâu có uống bia đâu nhưng mà sao mày ngáo men. Trời đất ơi, tao sẽ nói mày nghe. Mày cần bỏ, tao sẽ nói thằng nhóc này hôm nay nó lại bận cái quần quần đỏ. Bận thêm đáy đôi giày Nike. Mặt của nó thì chai lì. Tao sẽ nói nhìn nó thì không có gì mà giống con trai thì. Tao sẽ diss mày để mà cho mấy đứa mà nhỏ khen. Mày bận đồ tao tưởng gì mà thấy mày kiếp đỏ đen. Round 2, round 2. Cheer, 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 cheer. Sam, Sam. Trong game này thì tao vẫn luôn phấn đấu. Tao bước vào sàn freestyle và để trên này một tấn máu. Cho mày biết là anh em tao chơi từ Bắc chí Nam. Và bây giờ thằng này thấy gắt thấy ham. Bọn tao bước vào đây cắt cổ mày chảy máu. Thằng này bảo chú ơi chú đừng có đẩy cháu. Mày là hàng cháu chất. Tao đập cho mày chảy máu mắt. Tao vẫn lướt đi trong đêm tối. Kéo đầu mày xuống tao sẽ lên gối. Mày không muốn thấy cảnh một thằng okay. Chưa thấy tao mắt chưa. Yeah, sóc đầu, let's run. Tao thì sẽ như ánh sao. Thằng này nó gà gà mà nó đòi đánh tao. Mà mày cương cương. Mày tưởng đây là sàn đấu. Tao sẽ cho mày biết hôm nay mày sẽ nằm trên cái sàn máu. Nói mày nghe, trình mày vẫn còn nhỏ xíu. Tao sẽ chơi mày như cái cách tao bỏ điếu. Tao sẽ giới thiệu với mọi người tao sóc nâu. Tao sẽ diss mày cái thằng có óc trâu. Mày làm sao mà chơi tao. Tao nói tôi vần của tao thì chắc chắn là hơi cao. Trình của mày thì hơi thấp là không bất cân bằng. Tao nói sẽ cho tao tắt chi mày cái chân chàng tiếp theo. Mày đừng có mà nghênh nghênh. Trình của mày xuống xuống. Trình của tao thì lên lên. Yeah yeah, các bạn ơi, cổ vũ cho độ máu của hai dàn trai trẻ của chúng ta đi nào. Ok, respect, respect, respect. Judge it. 3, 2, 1. Ok, xin được chúc mừng. Sóc đầu, 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 đầu. Không khí nóng quá đúng không các bạn?